Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin điểm tin an ninh trật tự trong tuần của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin được phát trên website plo.vn, đồng thời được phát trên các kênh YouTube, Facebook, TikTok của báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm 2024 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bắt tạm giam giám đốc công ty vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai. tìm người liên quan vụ án loạn luân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Quản trị, khởi tố người đâm phó chánh án tòa án nhân dân huyện bị trọng thương. Khởi tố bắt tạm giam cán bộ cảnh sát giao thông lái ô tô gây tai nạn chết người ở Gia Lai. triệt phá đường dây chăn dắt hơn 300 cô gái để vui vẻ với khách. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin chi tiết. Ngày 10 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Dũng, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu để điều tra hành vi vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo cơ quan chức năng, Phân Dân với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty gỗ Bình Minh, nhưng trong quá trình vận hành Bình Hơi đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý Bình Hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng, dẫn đến sự cố nổ Bình Hơi làm nhiều người chết. Như PLO đưa tin, trong quá trình sử dụng, công ty này phát hiện Bình Hơi có trục trặc về mặt kỹ thuật và đã liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị đến để kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa vào ngày 30 tháng 4. Sáng ngày 1 tháng 5, cán bộ kỹ thuật của công ty gỗ Bình Minh vào kiểm tra vận hành thì nồi bình hơi phát nổ khiến 6 công nhân tử vong và 5 người khác bị thương, nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Sau khi vụ nổ bình hơi xảy ra, công an tỉnh Đồng Nai đã huy động lực lượng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Qua điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân của vụ nổ là do lỗi kỹ thuật của bình hơi. Qua điều tra, cơ quan công an xác định để phục vụ sản xuất, công ty này có lắp đặt một bình hơi dạng ống nước, mod DJH1 M0M nhãn hiệu Hawa công suất sinh hơi 1.000 kg trên giờ ở bên ngoài cạnh vách tôn sườn bán thành phẩm. Ngày 10 tháng 5, theo nguồn tin của BLO, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong, 41 tuổi, cán bộ đội cảnh sát giao thông trực tự, công an huyện Thư Bờ Rông, về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hồng Phong gửi Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp để xem xét, phê chuẩn theo quy định. Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 5, Nguyễn Hồng Phong lái ô tô mang biển số 81A 32383 lưu thông hướng từ thị trấn Chư Bờ Rông đi xã Ia Bồng, huyện Chư Bờ Rông, khi đến km 18 cộng 400, bất ngờ tông bà VTH, 49 tuổi, ngụ thôn Hợp Thắng, xã Ia Đờ Răng, đang đi bộ cùng chiều. Hậu quả bà H tử vong sau khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Gia Lai. Sáng sớm ngày 10 tháng 5, ông Lê Văn Họa, ngụ huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đi làm ruộng thì phát hiện một xe máy biển số tỉnh Phú Yên nằm trên mương nước thuộc xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa. Khi lại gần, ông Họa phát hiện một thanh niên nằm bất động cách xe máy khoảng 2 mét nên báo công an. Công an xã Hòa Quang Nam xác định nạn nhân là Lê Đức Mạnh, 18 tuổi, ngụ xã Hòa Quang Nam đã tử vong. Bước đầu, cơ quan công an xác định vào khoảng 21 giờ ngày 9 tháng 5, sau khi nhậu xong, Mạnh lái xe máy đi trên đường bê tông liên thôn. Khi đến đoạn đường thuộc thôn Phú Thạnh thì tự té ngã xuống mương nước, tử vong. Ngày 10 tháng 5, lãnh đạo huyện ủy Trảng Bơm Đồng Nai đã xác nhận thông tin về việc bà Vũ Thị Minh Châu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bơm đã có đơn xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, bà Châu là cán bộ thuộc diện tỉnh ủy Đồng Nai quản lý nên đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo nguyện vọng cá nhân. Bà Vũ Thị Minh Châu sinh năm 1970, quê Nam Định, giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bơm từ năm 2015 đến nay. Tiên qua đến sai phạm trong vụ 500 căn nhà tại khu dân cư Tân Thịnh do công ty cổ phần đầu tư LDG làm chủ đầu tư ở huyện Trảng Bơm. Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã có kết luận thanh tra nêu rõ hơn 20 cá nhân và 13 tổ chức từ cấp tỉnh tới cấp huyện liên quan sai phạm trong việc xây dựng 500 căn nhà trái phép. Trong đó, bà Vũ Thị Minh Châu đã có vi phạm về việc thông báo thu hồi đất, ký quyết định thành lập hội đồng bồi thường, thủ tục bồi thường không đúng quy định. Trong vụ việc trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai cũng đã khởi tố vụ án về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, bắt giam nhiều cá nhân có liên quan. Ngày 10 tháng 5, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa tiếp nhận tăng vật và đối tượng có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy do Cảnh sát phản ứng nhanh CS113, Công an tỉnh Bình Thuận bàn giao để lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, vào lúc 21 giờ ngày 8 tháng 5, trong lúc tuần tra kiểm soát trên đường Lâm Đình Trúc thuộc phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tổ tuần tra cảnh sát 113 phát hiện một nam thanh niên đang điều khiển xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lập tức, cảnh sát 113 ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thanh niên điều khiển xe máy tăng ga bỏ chạy. Trong lúc bị truy đuổi, thanh niên này vứt một hộp kẹo Mentos bằng thiết ven đường. Cảnh sát 113 đã truy đuổi, khống chế thanh niên này và thu giữ hộp kẹo Mantos mà thanh niên này ném phi tang, phát hiện bên trong có 6 gói ni lông chứa ma túy qua đấu tranh, xác định thanh niên trên là Nguyễn Vũ Hảo, 31 tuổi, thường trú tại khu phố 13, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Hảo khai nhận mua số ma túy trên về sử dụng, bỏ vào hộp kẹo Mentos bằng thiết để ngụy trang và khi trên đường về nhà thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ. Vừa qua, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng tỉnh thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Để phục vụ công tác điều tra vụ án, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch như sau: nữ, tên là Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1993, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Cha là Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân. Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người có liên quan vụ án, hiện không rõ ở đâu nên cần tổ chức truy tìm, phục vụ công tác điều tra. Những ai biết thông tin về người nêu trên, đề nghị thông báo cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại 0693 609113 hoặc là 084 272 8599 cặp điều tra viên Trần Minh Hoàng. Như bên LO đã thông tin, sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định, ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân. Do đó, ngày 19 tháng 4, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An về tội loạn luân. Ông Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án. Ngày 9 tháng 5, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can 15 người về các tội môi giới mại dâm, chứa mại dâm, Cụ thể, qua trinh sát, công an quận Cầu Giấy phát hiện một đường dây môi giới mại dâm quy mô lớn ở Hà Nội, thường xuyên đăng tải các hình ảnh chào hàng của gái bán dâm công khai trên hàng loạt các website. Công an xác định người cầm đầu là Hoàng Duy Hưng, 34 tuổi ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang. Theo cơ quan chức năng, tháng 11 năm 2022, Hưng thuê máy chủ đặt tại nước ngoài, thanh toán bằng tiền ảo, tiền điện tử và đặt website với nhiều tên khác nhau, mục đích là để môi giới mại dâm. Trên các website, Hưng cho đăng tải hình ảnh của hơn 300 cô gái bán dâm cùng số điện thoại đường dây nóng để khách liên hệ. Những cô gái bán dâm của Hưng đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, yêu cầu ngoại hình cao và có các cấp độ khác nhau, chủ yếu là Tây Vịnh chọn từ các quán karaoke. Hưng còn lập ra hai nhóm hoạt động độc lập. Nhóm 1 được vận hành bởi ba nhân viên IT chuyên đăng bài trên các website, đồng thời tham gia nhận xét, bình luận về gái bán dâm trên các trang mạng này để thu hút khách mua dâm. Ngoài ra, một người khác là Hoàng Văn Túc ở Thanh Trì, Hà Nội, được Hưng giao quản lý chung, liên kết với chủ, quản lý và nhân viên khách sạn nhà nghỉ để gái bắn dâm ăn ở và đi khách luôn tại đó. Cơ quan chức năng xác định, đường dây môi giới mại dâm của Hưng đã thu lời bất chính khoảng 3 tỷ đồng. Vụ án này đang được điều tra giai đoạn 2 để xử lý triệt để những người có hành vi vi phạm pháp luật. Liên quan đến đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 23 bị can về hành vi buôn lậu. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn. Đây là giai đoạn 2 chuyên án của Công an tỉnh Đồng Nai đấu tranh với đường dây buôn lậu trên 200 triệu lít xăng, tương ứng với tổng giá trị hàng hóa phạm pháp trên 2.690 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ tại các tỉnh thành phía Nam, miền Trung Tây Nguyên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ thi hành các quyết định khởi tố bị can, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can, đồng thời tổ chức thi hành lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 6 bị can trong vụ án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Long An. Kết quả khám xét đã thu giữ nhiều tan vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Ở giai đoạn 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố đối với 74 bị can về tội buôn lậu và một bị can về tội nhận hối lộ. Sau đó đến tháng 4 năm 2023, các bị can bị tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đưa ra xét xử phúc thẩm và tuyên án các bị cáo. Trong đó, bị cáo cầm đầu đường dây buôn lậu là Đào Ngọc Viễn bị tuyên phạt 15 năm tù, Phan Thanh Hữu bị tuyên phạt 13-6 tháng tù về tội buôn lậu. Ngô Văn Thụy, Quyền đội trưởng cục điều tra chống buôn lậu, tổng cục hải quan bị tuyên phạt 15 năm tù về tội nhận hối lộ. Ngày 8 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng trị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Tuân, 51 tuổi, trú thành phố Huế, thừa Thiên Huế, để điều tra về tội giết người. Theo đó, vào ngày 2 tháng 5, Tuân chuẩn bị một cái kéo sắc nhọn rồi đi đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Quý, phó tranh án tòa nhân dân huyện Cam Lộ. Tại đây, Tuân dùng kéo đâm ông Quý nhiều lần khiến ông Quý trọng thương. Đồng nghiệp của ông Quý đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn và đưa ông Quý đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị để cấp cứu. Trước đó, ông Tuân từng bị tòa như dân huyện Cam Lộ cách án 3 năm tù tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Ông Tuân không đồng ý với bản án nên đã kháng cáo, nhưng tại phiên xét xử phúc thẩm, hội đồng xét xử nhận thấy việc kháng cáo của Tuân là không có căn cứ nên tuyên y án sơ thẩm. Bước xúc với bản án, ông Tuân đã đến gặp ông Quý để trả thù. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa thi hành lệnh bắt đối với Tạ Thị Dân, 65 tuổi, hộ khẩu thường trú tại thành phố Tân Uyên, Bình Dương, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan công an, dân đã tự kê khống tên của các hội viên không tham gia vào các dây hội, gọi tắt là hội ma, vào danh sách để thu lợi bất chính khi đến kỳ mở hội. Bằng thủ đoạn này, dân đã chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng. Trước đó, ngày 19 tháng 8 năm 2022, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các đơn tố giác của gần 80 người dân cùng tố giác bà Tạ Thị Dân vì có hành vi sử dụng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản. Sau gần 2 năm điều tra, đến ngày 22 tháng 4 năm 2024, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố bị can đối với Tạ Thị Dân để điều tra nhưng cho tại ngoại. Như BLO đã đưa tin, vào năm 2021, tại thành phố Tân Uyên xuân Sao Việt vỡ hụi với số tiền lớn liên quan đến các dây hụi mà bà dân quản lý. Khi đó, bà dân thừa nhận với cơ quan công an là đang quản lý 51 dây hụi. Mỗi dây có 10 đến 25 người tham gia. Mỗi người đóng từ 5 triệu đến 10 triệu đồng dưới hình thức đóng hụi nửa tháng và một tháng. Thời điểm đó, bà dân thiếu nợ các dây hụi khoảng 10 tỷ đồng. Bà dân giải thích về việc bị vỡ hụi là do bị ảnh hưởng của dịch bệnh nên một số người đã hốt hụi, không tiếp tục đóng tiền dẫn đến việc mất khả năng quản lý và chi trả các dây hụi khi đến hạn. Bà dân không bỏ trốn mà cam kết trả lại tiền cho mọi người. Được biết, bà dân là chủ hụi lớn ở địa phương nơi mà người này sinh sống. Hầu hết những người buôn bán nhỏ đều tham gia dây hụi của người này. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt giữ được 3 nghi phạm chém người ở Đà Nẵng, làm nạn nhân tử vong ở đường biển Nguyễn Tất Thành hôm 7 tháng 5 và đang di lý về Đà Nẵng để mở rộng điều tra. Theo đó, tối ngày 7 tháng 5, Lê Vũ Hoàng Tươi, 29 tuổi, và một số người khác có mâu thuẫn với nhóm của Phan Thành Đạt, 19 tuổi, quận Thanh Khê, nên đã tìm đối phương để đánh nhau. Quá trình này, tươi cùng Trần Văn Sinh 23 tuổi, Huỳnh Văn Minh Nhật 29 tuổi cùng chú Quảng Nam và nhóm của đạt đã dùng không khí đuổi đánh nhau trên đường biển Nguyễn Tất Thành. hậu quả đạt tử vong. Sau khi chém người tử vong, tươi và Sinh Nhật đã lẩn trốn vào Đồng Nai. Lực lượng công an đã truy vết và bắt giữ 3 nghi phạm khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở phường Xuân Thành, thành phố Long Khánh, Đồng Nai. Quý vị thân mến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin điểm tin an ninh trật tự trong tuần. Bản tin sẽ được phát vào lúc 7 giờ sáng thứ Bảy hàng tuần. Mời quý vị đón xem thông tin cập nhật hàng ngày trên plo.vn và trên các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc quý vị những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Xin kính chào và hẹn gặp lại!